shopping at Urban. Yeah, I miss out. Wow. Like Apple. He's shopping at Caesar. Shopping. Urban. Sport này nó bán về dày vậy, shirt rồi, nó có bán Supreme ha, Supreme này, có bán LV nữa, hả? What special? Rồi t-shirt nó bán nhiêu? Urban. $80. Quần áo này bao nhiêu? Áo ơ bình nhiêu? Con không để giá. Con không để giá nữa. Cái dài vậy đó là mắc 200. Cái nào?